con mồi nào là khó chơi nhất đối với sư tử? Mời các bạn cùng theo dõi video sau đây. Hầu hết các con vật ăn cỏ đều nằm trong thực đơn của sư tử. Nhưng trong đó nổi lên một loài vật được xem là con mồi khó chơi nhất của sư tử, đó chính là trâu rừng. Hơn 70% cuộc đi săn trâu rừng của sư tử bị thất bại. Trâu rừng là con mồi gây ra thương tích lớn nhất và rủi ro cao nhất cho sư tử. Vậy, trâu rừng sở hữu những vũ khí lợi hại nào mà có thể gây ra nhiều khó khăn cho sư tử đến như vậy? Thứ nhất, trâu rừng sở hữu cặp sừng cực kỳ lợi hại, có thể xem là vũ khí tối thượng. Cặp sừng to dài, sắc nhọn, cứng như sắt. Nó dễ dàng đâm thủng mình bất cứ con sư tử nào mắc phải sai lầm khi săn nó. Thứ hai, cái đầu trâu rừng có thể tung ra cú hút tựa ngàn cân. Nếu để trâu rừng hút trúng, sư tử có thể tắt thở, bất tỉnh, tức thời. Thứ ba, trâu rừng sở hữu cơ bắp cuồn cuộn, đầy sức mạnh. Điều đó làm cho sư tử mất rất nhiều sức trong việc đeo bám trâu rừng. Thứ tư, tiếng kêu ám ảnh của trâu rừng. Khi một con trâu gặp nạn, nó sẽ không ngừng cất lên tiếng kêu âm ỉ. Tiếng kêu đó như âm thanh kích thích tối đa hệ thần kinh của cả đàn trâu. Từ đó, đàn trâu sẽ kéo đến như vũ bão để giải cứu đồng loại trước sự tấn công của sư tử. Do đó, có thể thấy, để săn được trâu rừng, thì sức mạnh của một con sư tử đơn độc là không đủ. Nếu sư tử chủ quan, tỏ ý xem thường trâu rừng thì phải nhận cái kết đắng. Đa số sư tử khi thấy trâu rừng kéo đàn phản công thì nó phải thoát thân gấp. Săn một con trâu rừng đã khó, nói gì cả đàn trâu thì đến cái lông trâu sư tử cũng khó đụng vào được. Để săn trâu rừng, sư tử tập hợp rất đông thành viên, có lúc lên đến cả hàng chục con sư tử tham chiến. Khi nó bắt được một con trâu rừng, điều đầu tiên sư tử làm là cắn mạnh, bóp ngặt cổ họng của con trâu rừng. Một là để đỡ tốn sức của sư tử, hai là để con trâu không thể phát ra âm thanh ám ảnh, không thể gọi đàn trâu tới ứng cứu. Cuộc chiến giữa sư tử với trâu rừng là cuộc chiến không hồi kết trên thảo nguyên. Trâu rừng vẫn cứ mãi là con mồi khó chơi của sư tử. Có những lúc sư tử phải lệ tràn đau đớn, gục ngã trước trâu rừng.